Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 107. Chương 1061, Mưu Lão Ma. Có thể là thủ ở chỗ này quá buồn tẻ nên nam tử giáp đen không nghiêm lệnh đuổi Tần Tang. Nghe vậy cười nói là dị bảo cũng không sai. Lửa này tên là Đông Minh Hàn Diễm, chính là thần thông tuyệt thế do đảo chủ tiền nhiệm Đông Minh Thượng Nhân tu luyện ra. Đông Minh Thượng Nhân tọa hóa ở nơi đây, lưu lại Đông Minh Hàn Diễm, uy lực không thể coi thường, ngay cả đại yêu hóa hình cũng ham muốn. Đảo chủ đuổi đại yêu hóa hình đi, lệnh cho Lỗ Mỗ trấn thủ nơi đây. Nhưng mà lửa này có ấn ký của Đông Minh Thượng Nhân, nghe nói Đông Minh Thượng Nhân khi còn sống chỉ cách Nguyên Anh hậu kỳ một chút. Những người khác không thể xóa ấn ký của Đông Minh Thượng Nhân để thu phục lửa này. Đông Minh Hàn Diễm. Tần Tang ngạc nhiên, hắn còn tưởng là một loại kỳ hỏa nào đó do thiên sinh địa dưỡng hấp dẫn Đông Minh Thượng Nhân tới đây, không nghĩ tới lại là do Đông Minh luyện ra. Thì ra tòa động phủ kia là chỗ tọa hóa của Đông Minh Thượng Nhân chỗ, khó trách lại có nhiều chí bảo như vậy. Đại yêu hóa hình. Tần Tang ra vẻ ngạc nhiên. Khó trách mấy năm trước đây bên trong yêu hải liên tiếp xảy ra cảnh tượng rối loạn, hóa ra là đại yêu hóa hình sinh ra. Nam tử giáp đen quan sát Tần Tang, ngạc nhiên nói, đạo hữu mới trở về từ sâu trong yêu hải sao? Tần Tang gật đầu, trước đây tại hạ đi ngang qua thiên yêu hải vực, vẫn luôn săn yêu ở sâu trong yêu hải. Về sau nghe nói hai tộc đại loạn, đường biển bị tà tu phá hỏng. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có biện pháp nào, bị vây ở bên trong. Khoảng thời gian trước may mắn lấy được một tấm hải đồ, phát hiện ra đường biển này nên mới dám mạo hiểm thử một lần. Nói như vậy, đạo hữu đi vào trước khi hai tộc đại loạn, ở sâu trong yêu hải gần 20 năm. Nam tử giáp đen kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm Tần Tang, đạo hữu ẩn núp quá tốt rồi, Lỗ Mỗ suýt nữa nhìn nhầm. Đạo hữu có chỗ không biết. Loạn lạc giữa hai tộc đã kết thúc vào 5 năm trước, tà tu chắn đường vẫn không ra thể thống gì, thật ra với thực lực của đạo hữu thì không cần sợ. Nhưng đạo hữu thận trọng chút cũng đúng, đường biển kia sớm đã bị bầy yêu công hãm, đường này đã bị chặn. Tà tu chiếm cứ ở nơi đó chạy trốn không kịp, cũng bị yêu thú huyết tẩy, ngược lại khiến chúng ta đỡ phải ra tay giải quyết. Loạn chiến của hai tộc đã kết thúc từ 5 năm trước rồi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy được? Năm đó Tiểu Hàn Vực và Thiền Hành Minh đại chiến với nhau, từ khi bắt đầu cho đến phút cuối khi mà Tử Vi Cung được mở ra. Cả hai bên mới bị ép ngưng chiến, nhưng cũng cuộc chiến đó cũng đã kéo dài mấy chục năm. Nếu so sánh hai vực này với Thương Lãng Hải, bất kể là diện tích lãnh thổ địa vực, thực lực của tu tiên giả ở hai vực này đều không thể sánh bằng với Thương Lãng Hải được. Ban đầu Tần Tang đoán rằng là loạn chiến giữa hai tộc có lẽ cũng sẽ phải kéo dài đến vài chục năm thậm chí cả trăm năm mới có thể phân ra thắng bại rõ ràng. Hắn còn đang lo lắng, nếu như đại chiến thực sự xảy ra quá kịch liệt, điều đó dẫn đến tu sĩ nhân tộc không còn năng lực mở ra thất sát điện, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nhân tộc tuy mạnh mẽ, nhưng Vu tộc cũng không thiếu cao thủ đỉnh tiêm Nguyên Anh kỳ tỏa chấn. Huống hồ là do Vu tộc chủ động khiêu khích, điều đó chứng tỏ Vu tộc cực kỳ tự tin với thực lực của bọn chúng. Không ngờ rằng, dù cho Vu tộc đã dốc hết toàn lực tạo nên một trận đại chiến có thanh thế to lớn như thế, cuối cùng chỉ kéo dài trong vòn vẹn 10 năm. Nó giống như là một vở hài kịch vậy, cực kỳ qua loa, cầu thả, làm cho xong vậy, điều này cũng chưa từng xảy ra trước đây. Cuối cùng thì nhân tộc chúng ta thắng hay Vu tộc thắng? Tần Tang tò mò hỏi. Nam tử mặc áo giáp đen lắc đầu nói, không phân thắng bại, hiện tại hai tộc đang tiến hành hòa giải. Lời qua tiếng lại rất nhiều, nhưng tất cả đều là tin đồn thất thiệt, cực kỳ không đáng tin. Vu tộc bỗng dưng bộc phát đại chiến mà điều này có thể dẫn đến mối nguy hiểm diệt tộc với bọn chúng. Vì vậy trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Đáng tiếc rằng tu vi của bọn họ không đủ cho nên không có tư cách biết được những sự việc sâu xa hơn. Tần Tang thầm nghĩ rằng, bất kể Vu tộc có mục đích gì, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Bây giờ quân đội của hai tộc cũng đã bình tĩnh hơn. Tình hình thế cục cũng khá ổn định, đây cũng là một chuyện tốt.
hắn cũng không cần phải lo sau này bị cuốn vào loạn cục mà phải trốn đông trốn tây. Sau đó, Tần Tang thỉnh giáo nam tử mặc áo giáp đen một lần để tìm hiểu rõ thế cục bên ngoài hiện tại. Hắn hỏi nam tử mặc áo giáp đen về thời gian mà các sự kiện lớn xảy ra, tính nhầm một hồi, cũng đoán ra được đại khái tình hình phát sinh ở Hỏa Diễm Đảo. Sau khi hai tộc phát sinh loạn chiến, tất cả cái đại đảo chủ của Yêu Hải đều không muốn nhúng tay vào, hầu hết đều thực hiện kế sách phong bế đảo của mình để tránh họa. Trước khi đại chiến kết thúc, đảo chủ Hồn Thiên Đảo cũng không phát hiện ra đại yêu hóa hình kỳ đã ẩn nấp ở Thiên Yêu Hải vực, mưu đồ đánh cắp Hàn Diễm. Mãi đến tận 5 năm trước, đại chiến tiến vào giai đoạn hòa hoãn, phong cấm trên Hồn Thiên Đảo cũng được giải khai. Tu sĩ Hồn Thiên Đảo dần dần phát hiện ra những điểm khác thường của Thiên Yêu Hải vực. Đảo chủ Hồn Thiên Đảo đích thân ra tay, va chạm với một tên đại yêu hóa hình, đồng thời cũng nhận ra được Đông Minh Hàn Diễm. Đông Minh Hàn Diễm là tuyệt thế thần thông của Đông Minh Thượng Nhân, tất nhiên bọn họ không thể để nó rơi vào tay của yêu tộc. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1062, Từ Biệt. Nếu để tên đại yêu kia thôn phệ Đông Minh Hàn Diễm, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó Hồn Thiên Đảo sẽ rơi vào nguy hiểm. Hia vị cường giả đại năng Nguyên Anh kỳ đại chiến, đánh đến long trời lở đất, dư âm của nó dễ dàng phá hủy Hàn Diễm Đảo. Thực lực của đảo chủ Hồn Thiên Đảo mạnh hơn một bậc so với tên đại yêu kia, đã đem tên đại yêu kia đánh chạy về sâu trong yêu hải. Trận chiến này đã phát sinh được 2 năm, trùng hợp với thời yêu hải náo động. Tần Tang khá tò mò về Hàn Diễm, đi tới gần bên một đoàn Hàn Diễm nhỏ. Nam tử mặc áo giáp đen cũng không mở miệng ngăn cản Tần Tang, ngược lại hắn chỉ im lặng xem kịch, hắn muốn xem Tần Tang mất mặt. Lần thứ hai tiếp xúc với Hàn Diễm, cảm giác khác xa so với lần đầu tiếp xúc. Lần trước Đông Minh Hàn Diễm còn chưa bị chia ra, giống như một ngọn đuốc lớn vậy, bốc cháy mãnh liệt, hàn ý kinh khủng tỏa ra làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Trái lại, đoàn Hàn Diễm nhỏ này có vẻ ôn hòa hơn nhiều, giống như một đóa hoa nhỏ màu lam vậy, lặng lặng đua nở trên mặt biển, nhìn qua thì thấy nó có vẻ ngoài cực kỳ vô hại. Tần Tang quan sát kỹ một hồi, thử xuất ra một luồng chân nguyên để thăm dò, nhẹ nhàng đụng vào Hàn Diễm. Đoàn Đông Minh Hỏa Diễm nhìn có vẻ bình thường vô hại này đột nhiên lọ ra nanh vuốt của nó ngay khi tiếp xúc với luồng chân nguyên của Tần Tang. Đông Minh Hàn Diễm giống như một nụ hoa sắp nở rộ, một vầng sáng màu xanh lam đột nhiên bắn ra từ bên trong đoàn Hàn Diễm nhỏ kia. Đồng thời lấy trung tâm là đoàn Hàn Diễm nhỏ, nhanh chóng khuếch trương ra tứ phía. Vầng sáng kia đi đến đâu, chỗ đó đều truyền ra âm thanh tạch tạch, trong chớp kết thành một lớp băng mỏng bao phủ phía bên ngoài. Càng kinh khủng hơn là, Tần Tang cũng phát hiện ra rằng luồng chân nguyên mà hắn phóng ra kia cũng bị vầng sáng đóng băng. Đồng thời hàn ý cũng theo luồng chân nguyên, bắt đầu mon men lan tới. Chỗ hắn, Tần Tang giật nảy cả mình, nhanh chóng chặt đứt liên hệ với luồng chân nguyên kia rồi cấp tốc lùi về phía sau. Mãi mấy lúc sau, Đông Minh Hàn Diễm mới ổn định trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tần Tang, nam tử mặc áo giáp đen khoái chí, đạo hữu đừng nhìn thấy nó nhỏ như vậy mà coi thường nó. Dù chỉ là một đoàn Hàn Diễm nho nhỏ như thế này thôi, nhưng nếu như hai người bị nó băng phong, cũng chỉ có một con đường chết. Sau khi tên đại yêu hóa hình kỳ kia phát hiện ra Đông Minh Hàn Diễm này, không biết hắn đã cố thủ ở đây bao nhiêu năm nhưng cũng không thể thôn phệ nổi Đông Minh Hàn Diễm. Ngay cả sau khi đã đánh lui tên đại yêu kia, đảo chủ cũng lưu lại nơi này vài tháng. Nghĩ nát óc tìm kiếm tất cả các biện pháp nhưng đều không thể xóa bỏ được khí tức của Đông Minh Thượng Nhân trong Hàn Diễm để có thể chiếm đoạt được nó. Hơn nữa, bởi vì Đông Minh Hàn Diễm quá mức hung mãnh, cho nên việc bố trí cấm chế để che giấu nó cũng cực kỳ khó. Cũng may khi Đông Minh Thượng Nhân còn sống có để lại một chút bố trí, có thể tạm thời khống chế Hàn Diễm. Đảo chủ để Lỗ Mổ Ơ lại trông coi, tránh cho tên đại yêu còn có dị tâm, ngóc đầu quay trở lại. Sau khi thể nghiệm uy lực của Hàn Diễm ở khoảng cách gần,
Tần Tang cũng tự biết rằng những lời nam tử mặc áo giáp đen nói không phải là giả. Ánh mắt của hắn lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả đảo chủ cũng không thể nào thôn phệ được Hàn Diễm, còn cần phải sợ yêu tộc chiếm lấy hay sao? Nếu Hàn Diễm cứ ở nơi này, có nghĩa là đạo hữu vẫn cứ phải trấn thủ nơi này, không thể rời đi hay sao? Ta nghe đạo chủ nói, đầu đại yêu kia có huyết mạch hỏa thiềm thượng cổ. Đồng minh Hàn Diễm vốn ban đầu không phải bị chia năm xẻ bảy như vây, tất cả đều do con súc sinh đó gây ra. Có lẽ nếu để cho nó thêm một chút thời gian, rất có thể nó sẽ thôn phệ được đồng minh Hàn Diễm, vì thế không thể khinh thường. Vẻ mặt nam tử mặc áo đen cũng khá thoải mái nói, Lỗ Mỗ cũng sẽ không phải trông coi ở đây quá lâu. Đảo chủ đã liên lạc với một người quen cũ, hình như là một vị ma đạo cường giả, đảo chủ Thiên Phong Đảo, Mưu Lược. Mưu lão ma rất có hứng thú với đồng minh Hàn Diễm. Nếu hắn có thể đến thu lấy đồng minh Hàn Diễm, mọi việc tự nhiên cũng xong xuôi. Mưu lão ma sao? Tần Tàng nhớ lại một phen, hắn chỉ biết một ít thế lực của nội hải cho chưa từng nghe đến tên của người này bao giờ. Đã như vậy, tại hạ cũng an tâm. Đa tạ Lỗ đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta, tại hạ bị vây ở yêu hải quá lâu, đã mệt mỏi kiệt sức, không thể không trở về, sau này có duyên sẽ gặp lại. Tần Tàng chắp tay, đang muốn rời đi, thì đột nhiên bị nam tử mặc áo giáp gọi lại. Đạo hữu khoan đi đã, nếu đạo hữu đã săn bắt yêu thú trong yêu hải lâu như vậy, với thực lực của đạo hữu có lẽ cũng thu hoạch được không ít chứ. Nếu có nguyên liệu của yêu thú chưa huyết mạch thương cổ, nhất là hậu duệ của thần thú Huyền Vũ, Lỗ Mỗ tình nguyện mua lại với giá cao. Tần Tang gật đầu nói, đúng là ta có một ít, hơn nữa trùng hợp là ta mới diệt sát một con huyền quy, nhưng tất cả đều là yêu thú yêu đan sơ kỳ, chỉ sợ không lọt vào mắt xanh của đạo hữu. Những yêu thú được gọi là hậu duệ thần thú sẽ kế thừa một bộ phận thần thông của thần thú thượng cổ. Yêu đan cùng nguyên liệu từ trên người nó giá trị tất nhiên cũng có giá trị hơn những con hải thú bình thường nhiều. Không sao, nam tử mặc áo giáp đen khoát khoát tay, sắc mặt vui mừng nói, những con yêu thú có huyết mạch thượng cổ có tu vi cao thì cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng quá khó giết. Đạo hữu có thể lấy mai của con huyền quy kia ra để cho Lỗ Mổ xem qua hay không? Hai người lơ lửng bên trong yêu hải bàn chuyện giao dịch. Tần Tang bán cho hắn một ít yêu đan và nguyên liệu, đổi được một vài bảo vật cực kỳ vừa ý hắn. Hai người chuyện trò vui vẻ, khi nói lời từ biệt cũng hẹn ngày sau gặp lại. Từ biệt nam tử mặc áo giáp đen, Tần Tang phi độn một mình rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1063, Dương Đông Kích Tây. Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của nam tử mặc áo giáp đen, Tần Tang tiếp tục bình thản phi hành thêm một lúc nữa. Sau khi xác định không có ai đang theo dõi hắn, Tần Tang mới đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Diễm Đảo, trên ánh mắt của hắn lộ ra vẻ do dự. Tần Tang trầm tư một chút sau nhìn bốn phía xung quanh một phen, rồi đáp xuống một cái đảo nhỏ gần đó, sau đó lại bố trí một cái ẩn núp linh trận, quyết định ẩn núp ở trên hòn đảo này. Trong đầu hắn vừa rồi nảy ra một cái ý tưởng nhưng hắn không chắc là có thể thực hiện được hay không. Tần Tang lấy ra thập phương diêm la phiên, sau đó thôi dẫn cưu u ma hỏa từ bên trong ra. Ma hỏa tụ lạ thành một đoàn hỏa diễm, ngón tay Tần Tang khẽ động, ma hỏa ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tần Tang lại nhìn chằm chằm cửu u ma hỏa, cảm nhận khí tức mà cửu u ma hỏa truyền ra, sau đó lại lâm vào trầm tư. Chắc chắn rằng uy lực mà cửu u ma hỏa thể hiện ra hiện tại cực kỳ bình thường, chỉ có thể tương đương với một kiên pháp bảo trung cấp, so sánh với uy lực của Hàn Diễm chính là khác nhau một trời một vực. Cho dù là một đốm nhỏ Hàn Diễm cũng đáng sợ hơn cửu u ma hỏa hiện tại. Nhưng ít ai biết đây cũng không phải uy lực thực sự của nó, bản thể của nó luôn bị phong ấn bởi thập phương diêm la phiên, bị chấn áp bởi cán cờ làm từ huyền thiết chu, cho nên uy lực mà nó có thể phát ra cũng cực kỳ có hạn, thật ra đó cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi. Bất kể là Tần Tang bây giờ hay Âm Khôi lão tổ ngày xưa,
cũng chỉ có thể sử dụng uy lực của thập phương Diêm La Phiên để khống chế cửu U Ma Hỏa mà thôi. Chắc cũng chỉ bởi huyền thiết trụ quá thần bí, cấm chế trên nó cũng quá huyền diệu, mới có thể khiến cho Ma Hỏa cảm thấy e ngại. Sau khi tạo nghệ rèn khí của hắn được tăng cao, hiểu biết của Tần Tang đối với nó cũng càng ngày càng sâu. Trước đó hắn còn có ý tưởng luyện chế nó làm pháp bảo, hiện tại hắn đã từ bỏ suy nghĩ đó từ lâu rồi. Cưu Bảo đạo nhân có ý muốn dùng huyền thiết trụ để luyện thành pháp bảo, hắn lưu lại những tâm đắc kia cũng chỉ là mong muốn của một mình hắn mà thôi. Nếu như Cưu Bảo đạo nhân không có bị giết, thành công đoạt xá trùng sinh, có cơ hội tiến hành thử nghiệm, khẳng định sẽ ăn phải trái đắng, uổng phí hết linh thạch. Cấm chế bên trong huyền thiết trụ cực kỳ tinh thâm, liên kết với nhau thành thể khối cực kỳ vững chắc, mạnh như Khôi Âm lão tổ cũng không cách nào khôi phục lại được. Cũng không biết bởi vì lý do gì mà huyền thiết trụ lại bị hư hỏng, từ đó Khôi Âm mới tìm thấy kẽ hở. Sau đó dùng thủ đoạn của mình để phân hóa nó, nhưng thực ra cũng không hề ảnh hưởng đến bản nguyên của nó. Không có huyền thiết trụ, cửu U Ma Hỏa cũng như Đông Minh Hàn Diễm vậy, không một ai có thể thu phục được chúng. Không biết là giữa các loại ma hỏa và linh hỏa có tồn tại sự phân chia đẳng cấp hay không đây? Tần Tam vẫn cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Sau khi hắn tiếp xúc với Đồng Minh Hàn Diễm một lần, hắn luôn so sánh nó với cửu U Ma Hỏa được phong ấn trong thập phương Diêm La Phiên xem cái nào mạnh hơn. Sau cùng hắn có cảm giác là cửu U Ma Hỏa còn mạnh hơn cả Hàn Diễm. Có thể thông qua Đồng Minh Thượng Nhân và Khôi Âm Lão Tổ để nhìn ra điều này. Đồng Minh Thượng Nhân còn chưa thể đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ, mà Khôi Âm Lão Tổ lại có thể nhờ vào thập phương Diêm La Trận uy chấn Tiểu Hàn Vực. Hơn nữa lão cũng chỉ phát huy ra được một bộ phận uy lực của ma hỏa. Trước khi Đông Minh Hàn Diễm chưa bị phân liệt ra, đúng là hắn không dám có ý nghĩ chiếm đoạt. Uy lực của linh hỏa có quan hệ đến số lượng. Nếu so sánh với đoàn Hàn Diễm lớn nhất, nếu cửu U Ma Hỏa phong ân trong ba cây Diêm La Phiên quá ít, nói không khéo sẽ bị Hàn Diễm nuốt mất ấy chứ. Nhưng nếu chỉ là một đoàn Hàn Diễm nhỏ đã bị chia ra thì hắn không phải không có cơ hội. Lấy tu vi của Tần Tang thì sách giày cho Nguyên Anh Lão Tổ cũng không xứng, nhưng hắn lại có thứ đồ mà Nguyên Anh Lão Tổ không có. Cùng là linh hỏa với nhau, không biết hắn có thể mượn nhờ uy lực của cửu U Ma Hỏa phong ấn bên trong thập phương Diêm La Phiên áp chế sự kháng cự của Hàn Diễm từ đó mang nó đi hay không đây. Sự hiểu biết của Tần Tang về thiên địa linh hỏa thực sự quá ít, cho nên hắn cũng mới chỉ dám suy đoán như vậy chứ không dám chắc chắn. Nếu có thể mang đi một đoàn Đông Minh Hàn Diễm, cho dù hắn không có cách nào thu phục được nó, thì hắn cũng có thể dùng nó như một loại thủ đoạn công kích, Hàn Diễm bất ngờ tấn công, diệt sát kẻ địch. Ít nhất, cho dù là kết đan hậu kỳ gặp phải Đông Minh Hàn Diễm cũng phải cong đít bỏ chạy, nếu không rất có thể sẽ bồi cả mạng của mình vào. Điều này đáng để hắn mạo hiểm một lần, cho dù phải đắc tội đảo chủ Hồn Thiên Đảo và Mưu Lão Ma hắn cũng không sợ. Ở trong ngoại hải mênh mông vô bờ, hắn lại một thân một mình cho nên chẳng có gì phải sợ. Cùng lắm thì sau này hắn làm việc cẩn thận, điệu thấp một chút không để lộ thân phận là được. Bọn họ có khả năng truy sát mình cả đời sao? Nghĩ như vậy, Tần Tang quyết định liều một lần. Chướng ngại duy nhất là nam tử mặc giáp đen. Trước khi Tần Tang muốn đánh cắp Đông Minh Hàn Diễm nhất định phải dụ hắn đi trước. Tần Tang kiên trì ẩn nấp trên đảo hơn 5 ngày. Đến giữa trưa ngày thứ 6, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, hắn mới lặng lẽ rời khỏi đảo, bắt đầu hành động trộn lửa của mình. Sau khi rời đảo, Tần Tang thả song đầu hống ra, thu âm dương hoàn lại, dì tai nói thầm với song đầu hống mấy câu. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1064, chấn áp. Song đầu hống còn không thèm nghe hết, hai cái đầu của nó lắc đầu lìa lịa, sống chết gì cũng không đáp ứng. Cho dù Tần Tang có bức bách dụ dỗ như thế nào, song đầu hống đều không khuất phục. Kế hoạch này, nếu như song đầu hống không chịu tự nguyện đáp ứng làm theo, chắc chắn sẽ thất bại. Tần Tang bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi nói, người giúp ta trộm lấy Đông Minh Hàn Diễm, ta sẽ đáp ứng ngươi, chờ ta đột phá kết đan hậu kỳ sau đó,
lập tức trả lại tự do cho ngươi. Song đầu hống đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tần Tang. Ta lấy tâm ma của ta ra thề, như vậy đã được chưa? Có sự che chở của Ngọc Phật, Tần Tang chẳng thèm quan tâm tâm ma là cái quái gì, nhưng hắn cũng không bỉ ổi đến mức đi lừa một con yêu thú. Chờ sau khi hắn đột phá kết đan hậu kỳ, tác dụng của song đầu hống cũng không còn quá quan trọng nữa, cùng lắm thì hắn đổi một con yêu thú khác. Song đầu hống phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như muốn cảnh cáo Tần Tang không nên nuốt lời, sau liên tục vỗ vỗ hai cánh, lặng lẽ bay về phía bắc. Nó muốn đi một đường vòng lớn, từ từ tiếp cận Hàn Diễm Đảo từ phía sau, qua đó hấp dẫn sự chú ý của nam tử mặc áo giáp đen. Nam tử mặc áo giáp đen phụng mệnh canh giữ ở nơi đây, nếu có dị động của yêu thú hắn chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác. Tu vi song đầu hống mặc dù kém hắn một tầng, nhưng nó có thần thông bảo mệnh như phân ảnh chỉ thuật. Nó cũng không cần cùng nam tử mặc giáp vật lộn sinh tử, nếu như chỉ cần quấn lấy tên kia thì nó có thể làm được. Tuy nhiên, Tần Tang cũng không biết song đầu hống có tranh thủ bao nhiêu thời gian giúp hắn, cho nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại. Thả song đầu hống ra, ánh mắt Tần Tang ngưng lại một chút, tiếp tục sử dụng quyền trục, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, lặng lẽ tiến về Hàn Diễm Đảo. Vừa rồi, hắn đã kiểm tra phạm vi mà nam tử mặc giáp đen có thể cảm nhận được, đi tới cái phạm vi này, hắn lập tức dừng lại, lặng lẽ chui xuống mặt nước, không nhúc nhích chút nào. Đồng thời hắn cũng thả Thiên Mục Điệp ra, Thiên Mục Điệp cũng tự mình ẩn nấp, tiếp tục bay về phía trước thay Tần Tang kiểm tra tình hình. Nam tử mặc áo giáp đen có tu vi quá cao, Tần Tang cũng không dám để cho Thiên Mục Điệp áp sát quá gần, chỉ cần nhìn thấy động tĩnh của tên kia là được rồi. Mặt biển gợn sóng lăn tăn, Thiên Mục Điệp lặng yên đứng trên đầu con sóng, theo gợn sóng nhấp nhô. Không bao lâu, gió bắt đầu thổi sang từ phía đông thổi sang, sóng cũng bắt đầu lớn dần lên. Đây là việc bình thường xảy ra hàng ngày trong yêu hải. Nam tử mặc áo giáp đen lại bị điều này kinh động, nổi lên mặt nước. Nhìn thấy bốn phía không có động tĩnh gì bất thường, nam tử mặc áo giáp đen khẽ nhíu mày, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tới gần một chỗ ở hướng đông, lòng bàn tay lóe lên, ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu màu đen, hắn thuận tay phóng ra. Hắc mâu nhanh như điện. Tiếng xé gió vừa mới xuất hiện đã thấy cây hắc mâu kia công kích tới. Ầm. Dưới lực công kích cường đại của cây hắc mâu, một thân ảnh cong vẹo từ trong hư không đi ra, thoạt nhìn nó có chút chật vật. Đôi cánh màu xanh của song đầu hống mở ra, nó đứng vững trên mặt biển, nhe răng gầm gừ về. Phía nam tử mặc giáp đen, bộ dáng cực kỳ hung hãn. Yêu thú. Sắc mặt của nam tử mặc giáp đen ngưng trọng hắn lên. Hắn cũng không nóng lòng công sát song đầu hống, một cái tay khác âm thầm bấm quyết, một cái ngọc phù có phù văn cực kỳ tinh xảo, bề ngoài cực kỳ giống với truyền âm phù xuất hiện trong tay hắn. Cầm ngược ngọc phù, ánh mắt của hắn khóa chặt song đầu hống, đồng thời cũng quét qua xung quanh, tìm kiếm tung tích của những con yêu thú khác. Trên đỉnh đầu của nam tử mặc giáp đen hiện lên hư ảnh của một cái bảo kính. Hư ảnh của bảo kính nhanh chóng xoay tròn, sau cùng nó dừng lại trước mặt của song đầu hống, tỏa ra quang mang lấp lánh. Không có yêu khí quá cường đại, xem ra con yêu thú này đi lang thang rồi bị khí tức của Hàn Diễm dụ tới đây. Tâm trạng của nam tử mặc giáp đen cũng dần thả lỏng, hắn thu hồi hư ảnh bảo kính, khí tức trên người hắn cũng ba động kịch liệt. Xem ra việc phát động hư ảnh bảo kính cũng tiêu hao cực kỳ lớn, cho dù là nam tử mặc giáp đen cũng có vẻ không chịu nổi. Vẻ khẩn trương trên mặt của nam tử mặc giáp đen cũng đã biến mất, hơn nữa còn có chút hứng thú quan sát song đầu hống, cười lạnh nói, con yêu thú này hẳn là song đầu hống cực kỳ hiếm thấy đi. Nếu như ngươi đã tự mình vác xác tới, vậy thì cũng không cần phải đi nữa. Lời còn chưa nói hết, nam tử mặc giáp đen đã điểm nhẹ một cái trên mặt đất phóng đi, lưu lại trên mặt nước từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng bổ về phía song đầu hống. Cánh tay hắn vẫy một cái, mũi mâu của hắc mâu lấp lóe vài đạo u quang, chỉ trong chốc lát những đạo u quang này hình thành một con hắc phượng cực kỳ kinh diễm. Hắc phượng phát ra tiếng phượng minh chói tai, trên đuôi của nó có những sợi lông kéo dài trông cực kỳ đẹp mắt, dáng người cực kỳ tuấn mỹ, bay giữa không trung,
trong phút chốc bổ nhào về phía Song Đầu Hống. Thân hình Song Đầu Hống hơi nghiêng về phía trước, hai con ngươi lộ hung quang, hai cánh vỗ mạnh tạo ra hai cơn lốc. Hai cơn lốc tụ lại một chỗ với nhau, vô số phong nhận xoay trong với tốc độ cực cao bên trong con lốc, hệt như một cái cối xay thịt vậy. Tuy vậy Hắc Phượng vẫn không hề sợ hãi, đâm thẳng vào bên giữa cơn lốc. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1065, Bùng nổ. Ngay tại thời khắc sắp chạm vào phong bạo, hai cánh của Hắc Phượng mở ra, thân thể trở thành hư ảo cực kỳ. Một cái vòng sáng bảo hộ màu đen nhanh chóng từ trong cơ thể nó chui ra, đồng thời cũng bành trướng cực nhanh. Hắc Phượng dường như biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vòng sáng bảo hộ màu đen vẫn còn ở đó. Thời cơ vừa tới, vòng sáng bốc phát ở trung tâm của phong bạo. Sau tiếng nổ lớn, sóng biển phun trào, thanh quang cùng hắc quang nhanh chóng hòa làm một thể, nhưng rõ ràng là hắc quang chiếm thế thượng phong, dễ dàng phá hủy thanh quang, phong nhận quét tan sạch sành sanh. Mắt thấy hắc quang sắp xuyên thấu cơn lốc, sắp công kích đến chỗ mình, trong mắt Song Đầu Hống hiện lên vẻ kinh hãi, phong rực vỗ mạnh, hốt hoảng bay ngược tránh né. Tránh được một đòn này, Song Đầu Hống tỏ vẻ lưu luyến không rời nhìn Hàn Diễm, sau đó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nam tử mặc giáp đen hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhất thời tăng vọt. Thân ảnh Song Đầu Hống lắc một cái, nó đột nhiên phân ra 6 đạo hư ảnh Song Đầu Hống nữa. 7 con Song Đầu Hống giống nhau như đúc chia nhau ra chạy trốn, mỗi con một phương hướng khác nhau. Hơn nữa, mỗi một đạo hư ảnh của Song Đầu Hống đều có sự linh hoạt và tốc độ y hệt như bản thể của nó. Nam tử mặc giáp đen cũng khó mà phân biệt được con nào là thật, con nào là giả trong thời gian ngắn. Một lúc sau, cả ba hướng đông nam bắc đều có hư ảnh của Song Đầu Hống đang chạy trốn. Nam tử mặc giáp đen thật giống như là đụng phải một ổ Song Đầu Hống vậy. Hắc mâu trong tay nam tử mặc giáp đen chấn động một cái, trong phút chốc cũng chia ra làm 7. 7 cây hắc mâu lơ lửng trước mặt của hắn. Nam tử mặc giáp đen liếc mắt nhìn qua, ngón tay dùng sức búng một cái, 7 cây hắc mâu chia ra truy đuổi theo phương hướng của mỗi con Song Đầu Hống. Ầm ầm, sóng lớn nổi lên bốn phía. 4 đạo hư ảnh Song Đầu Hống bị mâu ảnh xuyên qua, tan nát tại chỗ, chứng tỏ chúng là hàng giả. Nhưng 3 con còn lại lại cực kỳ linh hoạt né được công kích của 3 đạo mâu ảnh còn lại. Nam tử mặc giáp đen cũng đã sớm đoán trước được việc này, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, cho dù hắn một mực quan sát kỹ những con Song Đầu Hống này, nhưng hắn cũng không thể tìm ra được chân thân của nó. Trơ mắt nhìn 3 con Song Đầu Hống sắp trốn thoát, nam tử mặc giáp đen nhướng mày, thủ trưởng phất nhẹ bên hông một cái, lấy ra một cái ống trúc to bằng cánh tay. Ống trúc dài chừng 1 thước, tươi non ướt át, giống như vừa mới bị chặt xuống vậy. Nam tử mặc giáp đen lẩm bẩm niệm chú, trong ống trúc truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Sau đó một dòng nước bên trong ống trúc từ từ chảy ra. Dòng nước từ từ chuyển động, sau một hồi nó hóa thành những con chim nước có hình dáng kỳ kaji. Nam tử mặc giáp đen điểm nhẹ một ngón tay, 7 chim chia làm 3 tổ, chúng như những mũi tên đã rời khỏi cây cung bắn thẳng ra ngoài. Ầm ầm ầm, những nảy chim nước giống đạn pháo vậy, ngay lập tức nổ xung quanh 3 con Song Đầu Hống kia. Song Đầu Hống né tránh không kịp, thân hình siêu siêu vẹo vẹo, ngay lập tức bị nam tử mặc giáp đen bắt được manh mối. Nam tử mặc giáp đen cười lạnh một tiếng, đuổi theo con Song Đầu Hống đang bay ở giữa. Ngay tại thời điểm Song Đầu Hống đang đại chiến với nam tử mặc giáp đen, Tần Tang đang lặn dưới nước từ nãy đến giờ, đột nhiên hành động, lặng lẽ tiếp cận Hàn Diễm đảo, thần không biết quỷ không, hay mò tới gần Đông Minh Hàn Diễm. Ngay cả khi lặn sâu dưới nước, Tần Tang cũng đã cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Đông Minh Hàn Diễm. Tần Tang ngẩng đầu nhìn lên trên, những con sóng nhấp nhô trên mặt nước, điểm xuyết thêm những đốm sáng màu xanh lam. Hắn chọn một đoàn trong số đó, từ dưới đáy nước bơi lên, cẩn thận tiếp cận từng ly từng tí một. Từ lần trước va chạm với Hàn Diễm, Tần Tang đã hiểu rõ tính tình của Đông Minh Hàn Diễm. Một khi dùng chân nguyên đụng chạm tới Đông Minh Hàn Diễm, nó chắc chắn sẽ bộc phát. Đến lúc đó hành tung của hắn sẽ bị bại lộ.
đành phải đánh cược vào cửu U Ma Hỏa vậy. Tần Tang xuất thủ, đem thập phương Diêm La Phiên bố trí xung quanh Hàn Diễm, sau đó dẫn xuất cửu U Ma Hỏa. Vì sợ cửu U Ma Hỏa sẽ làm đông minh Hàn Diễm bộc phát nên Tần Tang đành phải thận trọng che giấu khí tức của cửu U Ma Hỏa. Thủ trưởng của hắn phất một cái, cửu U Ma Hỏa đi về phía một đoàn đông minh Hàn Diễm nhỏ. Thần sắc hắn cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm để quan sát động tĩnh của cửu U Ma Hỏa và đông minh Hàn Diễm, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa cửu U Ma Hỏa và đông minh Hàn Diễm càng lúc càng gần. Dường như cảm nhận được có điều gì đó khác thường, đông minh Hàn Diễm đột nhiên chập chơn một cách kịch liệt. Giống như sắp bộc phát đến nơi vậy, nhìn thấy cảnh này, tim của Tần Tang như muốn vọt lên tới cuống họng vậy. Khi cửu U Ma Hỏa vọt tới gần đông minh Hàn Diễm, Tần Tang thấy ba động phát ra từ đông minh Hàn Diễm càng ngày càng kịch liệt. Ở giữa đoàn Hàn Diễm đã phát ra lam quang chói mắt đến cực điểm, dường như đã tới điểm cực hạn của nó rồi. Tần Tang suýt nữa phải từ bỏ. Cửu U Ma Hỏa bịch một cái, bao trọn đông minh Hàn Diễm vào bên trong, khí tức cường đại của nó bộc phát. Giờ khắc này, đông minh Hàn Diễm đột nhiên đình chỉ chập chờn, thật giống như là gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nó bắt đầu co rút lại vào bên trong một cách nhanh chóng, cả đám Hàn Diễm tụ lại thành một đoàn, nhưng khí tức sắp bộc phát cũng không có giảm bớt đi. Đồng minh Hàn Diễm mặc dù sợ hãi cửu U Ma Hỏa, nhưng Tần Tang có thể cảm nhận được, nó cũng không có chân chính khuất phục. Cửu U Ma Hỏa thực ra chỉ được cái vẻ bề ngoài, nếu như bị đồng minh Hàn Diễm thăm dò ra thực hư, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1066, Phong Ấn. Tần Tang thấy thế nhanh chóng rót chân nguyên vào thập phương Diêm La Phiên, dẫn xuất một luồng cửu U Ma Hỏa nữa. Sau khi có luồng cửu U Ma Hỏa này gia nhập, đồng minh Hàn Diễm rốt cuộc chịu an phận, trở lại bộ dáng vô hại. Thật sự trấn ấp được sao? Tâm trạng căng thẳng của Tần Tang cuối cùng cũng được thả lỏng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tuy nhiên, trấn áp được đông minh Hàn Diễm là một chuyện, có mang nó đi được hay không đó lại là một chuyện khác. Áp chế nho nhỏ một đoàn Hàn Diễm nhỏ đã khổ cực như vậy, xem ra bằng vào thực lực của ta, không thể mang đi nhiều. Tần Tang tiếc nuối nhìn những đám Hàn Diễm khác. Trầm tư chốc lát, thủ trưởng từ từ chậm rãi bóc cửu U Ma Hỏa bám phía bên ngoài đông minh Hàn Diễm xuống. Nhìn linh hỏa trước mặt, Tần Tang do dự một chút, sau đó cũng dứt khoát đưa tay nhẹ nhàng nâng lên. Trong lòng của hắn cực kỳ căng thẳng, hắn đã lĩnh giáo qua uy lực của đông minh Hàn Diễm, chỉ cần có người đụng chạm vào nó sẽ lập tức trở nên cuồng bạo. Nếu bây giờ Tần Tang chẳng may để cho nó bùng nổ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi đắc thủ, Tần Tang cũng không vội vã rời đi. Hắn lưu lại vài tia cửu U Ma Hỏa, sau đó lặng lẽ rút lui. Thực lực của nam tử mặc giáp đen còn cường hãn hơn so với hắn tưởng tượng, song đầu hống sắp không chịu đựng. Nổi nữa rồi, ầm ầm. Trên mặt biển thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Hai thân ảnh một đuổi một chạy, những nơi đi qua đều dấy lên tầng tầng sóng lớn. Song đầu hống so với trước đó thì chật vật hơn nhiều, da lông trên thân bay lả tả, thậm chí còn có vài chỗ bị cháy đen. Hơi thở cũng trở nên dồn dập dị thường, lúc chạy trốn còn thi thoảng ngoái đầu nhìn lại. Sau khi sử dụng 3 lần thần thông phân ảnh, khoảng cách giữa nó và nam tử giáp đen bị kéo dài ra rất nhiều. Nhưng khiến song đầu hống càng lo lắng hơn chính là nam tử giáp đen giống như âm hồn bất tán, xa xa theo sau lưng nó, không có cách nào cắt đuôi. Nam tử mặc giáp đen thì ngược lại, thần sắc càng thêm tự tin, đã coi song đầu hống thành vật trong lòng bàn tay. Lúc này, hắn đột nhiên tăng tốc, cực nhanh truy kích, chỉ thấy song đầu hống lặp lại chiêu cũ, lại lần nữa phân thành 6 thân ảnh. Nghiệt xúc, cho rằng linh thủy trong ống trúc của lỗ mỗ đã dùng hết, liền bó tay không có biện pháp đối phó ngươi hay sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn dùng thần thông phân ảnh được mấy lần nữa, chạy đi đâu? Nam tử giáp đen cả giận nói, hư ảnh bảo kính lần thứ 2 từ đỉnh đầu dâng lên. Hắn phải cố hết sức mới có thể ngự sử chiếc bảo kính này,
nhưng mắt thấy song đầu hống càng trốn càng xa, nam tử giáp đen liền không lo được nhiều như thế. Mà song đầu hống bị hắn truy sát lâu như vậy, đã sắp thành nỏ mạnh hết đà. Đây chính là thời cơ tốt nhất để sử dụng bảo kính. Bảo kính chậm chậm di chuyển, sau đó chợt dừng lại tại vị trí bên trái của con song đầu hống thứ ba, dễ dàng tìm được bản thể của song đầu hống. Nam tử giáp đen cười lạnh một tiếng, gọi ra Hắc Mâu, đang muốn truy sát lại đột ngột quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía Hàn Diễm Đảo xuất hiện lam quang lấp lánh, rõ ràng là dấu hiệu Hàn Diễm bộc phát. Đồng minh Hàn Diễm, nam tử giáp đen la thất thanh, hắn có trách nhiệm. Trên người, nhìn thấy đồng minh Hàn Diễm có dị biến, sao còn nhớ được mà truy sát song đầu hống, không hề do dự xoay người bay về phía Hàn Diễm Đảo. Không lâu sau, thân ảnh của nam tử giáp đen đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Diễm Đảo, sắc mặt tái xanh nhìn xuống dưới. Hàn Diễm bộc phát, lấy Hàn Diễm Đảo làm trung tâm, mặt biển trung quang đều bị đóng băng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tầng băng đã dày đến mười mấy mét, từ đó có thể thấy được uy lực của Hàn Diễm. Chẳng biết tại sao đồng minh Hàn Diễm đột nhiên hỗn loạn, liên tiếp bùng nổ. Nam tử giáp đen vội vàng lấy ra ngọc phù, đang muốn truyền tin thì lại thấy đồng minh Hàn Diễm không hiểu ra sao bắt đầu bình ổn, động tác cũng vì thế mà ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lúc này, tại phía nam Hàn Diễm đảo, Tần Tang, Thiên Mục Diệp và song đầu hống đã hội hợp. Làm tốt lắm, Tần Tang ngồi vắt ngang trên thân song đầu hống, sờ sờ đỉnh đầu nó, khen ngợi một câu. Thuận lợi lấy được đồng minh Hàn Diễm, tâm dạng của Tần Tang rất không tệ. Song đầu hống không tình nguyện lắc lắc đầu, thoát khỏi ma trảo của Tần Tang. Tần Tang cười một tiếng, không cho rằng đây là hành động ngang ngược, kín đáo đưa cho song đầu hống mấy viên linh đan. Ngẩng đầu nhìn yêu hải mênh mông, ngưng giọng nói, không biết có kinh động đến đảo chủ Hồn Thiên Đảo hay không. Không thể đi đường cũ nữa, nhất định phải lách qua Hồn Thiên Đảo, có thêm chút nguy hiểm cũng không sao, chúng ta đi thẳng tới Đỗ Nham Đảo, người vất vả chút. Tay hắn nâng hỏa cầu, bây giờ còn chưa nghĩ ra cách thu phục Hàn Diễm, không dám thu hồi thập phương Diêm La Phiên, chỉ có thể cưỡi song đầu hống. Chẳng biết tại sao, thái độ của song đầu hống với Tần Tang tốt lên nhiều, nuốt linh đan xong liền không nói tiếng nào, bất chợt di chuyển. Tần Tang chú ý phía sau, xác định nam tử giáp đen không đuổi theo, lúc này mới dốc lòng nghiên cứu đồng minh Hàn Diễm. Đồng minh thượng nhân quá mạnh, thứ này căn bản là linh. Hỏa chỉ thuộc về một mình hắn, cùng hắn tuy hai mà một, khó trách đảo chủ Hồn Thiên Đảo đã là đại yêu hóa hình mà còn bó tay không có biện pháp. Coi như cho ta mấy chục năm cũng không có khả năng trừ khử khí tức của đồng minh thượng nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Tang nghĩ mãi không ra, đối với đồng minh Hàn Diễm cũng là bộ dạng vô kế khả thi. Cửu U Ma Hỏa mặc dù có thể trấn áp đồng minh Hàn Diễm, nhưng hai loại linh hỏa tuyệt đối sẽ không hòa hợp. Nếu Tần Tang tính toán dùng cửu U Ma Hỏa xâm lấn hoặc thôn phệ đồng minh Hàn Diễm, tất nhiên sẽ gây ra nổ lớn. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1067, Hổ Thẹn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ cách để Hàn Diễm ổn định lại trước đã, cũng không thể cứ nâng trên tay mãi được. Chờ sau này sẽ từ từ nghĩ biện pháp thu phục, có lẽ có thể phối hợp cấm chế. Tần Tang trầm ngâm trong lòng, thầm nghĩ ra một kế. Muốn ổn định đồng minh Hàn Diễm, khẳng định cũng phải mượn sức cửu U Ma Hỏa. Một tay hắn nâng hỏa cầu, một tay khác thì vẽ trong không khí, chân nguyên ở đầu ngón tay lấp lóe, mỗi một phù văn chỉ cần vẽ một lần là xong. Sau đó Tần Tang dùng thần thức dẫn động một tia cửu U Ma Hỏa bám vào trên phù văn. Liên tiếp thất bại mấy chục lần, cuối cùng hắn cũng dò được một ít kinh nghiệm. Cấm chế cấm hỏa chậm rãi thành hình, đen như mực giống cửu U Ma Hỏa, chậm rãi trôi về hướng một bàn tay khác của Tần Tang. Dưới sự khống chế cẩn thận của Tần Tang, cấm chế cấm hỏa xuyên qua bản thể của cửu U Ma Hỏa, bám vào mặt ngoài Hàn Diễm, phong ấn nó lại. Tần Tang hít sâu một hơi, thu hồi thần thức, triệt tiêu cửu U Ma Hỏa, thấy được đồng minh Hàn Diễm vẫn ổn định như cũ, tảng đá lớn trong lòng liền rơi xuống đất.
vội vàng lấy ra một chiếc hộp ngọc to lớn từ thiên quân giới, cất Đông Minh Hàn Diễm vào trong. Trộm đi Đông Minh Hàn Diễm, Tần Tăng không dám dừng lại dù chỉ một khắc, cùng Song Đầu Hống thay phiên chạy đi. Hắn không dám đặt chân lên Hồn Thiên Đảo, thà rằng mạo hiểm vòng qua, trở lại đường biển, tiến thẳng về hướng Đô Nham Đảo. Theo đường cũ trở về, trên đường đi, hắn nhìn thấy thuyền lớn chở hàng, có thể thấy được hai tộc đã thực sự hòa giải. Tần Tăng quen đường, nay lại có thêm Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, càng thêm thoải mái, cho nên không lên thuyền. Rất nhanh đã đến phụ cận Tứ Minh Đảo, không có dấu hiệu nào cho thấy đảo chủ Hồn Thiên Đảo đang đuổi giết hắn, cứ như vậy liền thuận lợi về đến Đô Nham Đảo. Không ngờ rằng, từ lần rời đảo đến nay, chớp mắt một cái đã qua 20 năm. Tần Tăng có hơi hoảng hốt, chỉ cảm thấy cuộc sống màn trời chiếu đất, săn bắt yêu thú những năm này tựa như nằm mộng. Hắn đội đấu bồng, bay về phía Đô Nham Đảo, đến nửa đường thì gặp phải vệ đội đang tuần tra. Sau khi lấy ra lệnh bài khách khanh của Quỳnh Vũ Thương Hội thì vệ đội lập tức cho qua. Xem ra thế lực của Thương Hội Quỳnh Vũ vẫn còn trên đảo, không biết có thay người hay không. Tần Tăng suy nghĩ việc này, Đô Nham Đảo đã gần trong gang tấc. Đô Nham Đảo cùng thành trì trên đảo đều giống hệt như lúc hắn rời đi, không thay đổi gì. Lưỡng tộc chi loạn cũng không lan đến nơi này. Năm đó, chính mình chỉ là lo bò trắng răng. Tần Tăng tự giễu cười cười, thân ảnh nhảy lên, rơi xuống trước cửa thành, đi về hướng trụ sở của Quỳnh Vũ Thương Hội trong trí nhớ. Trước trụ sở có treo bảng hiệu, tu tiên giả ra ra vào vào, hết thảy như thường. Tần Tăng đi đến trước cửa hàng, đang muốn nhấc chân tiến vào lại thấy vài tu sĩ từ trong đi ra. Trong số họ có hai nữ tử, tầm mắt lơ đãng quét qua Tần Tăng, nhìn thấy trang phục của hắn thì trong lòng có loại cảm giác quen thuộc nổi lên. Hai nàng liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi nồng đậm trong ánh mắt kinh ngạc của đồng bạn. Một người lắc mình chắn trước mặt Tần Tăng, đè nén kích động hỏi, xin hỏi pháp hiệu của tiền bối phải chăng là Thanh Phong? Tần Tăng mỉm cười, ngắt lời các nàng, thế nào, mấy năm không gặp, hai vị đạo hữu không nhận ra bần đạo nữa sao? Hai nữ tử này hẳn là tỷ muội Vương Thị năm đó theo hắn ra ngoài săn yêu, lúc trở về liền lọt vào đám cướp Vu tộc nên phải tách ra. Không nghĩ tới vừa mới trở về đã gặp được người quen, khiến hắn càng ngoài ý muốn hơn chính là tỷ tỷ trong Vương Thị tỷ muội đã thành công kết đan, trong lòng không khỏi cảm khái. Năm đó đạo trưởng xả thân dẫn đám cướp đi, sau khi chúng ta cùng đạo trưởng tách ra, vội vàng về đảo cầu viện binh. Nhiễm La tiền bối dẫn người rời đảo đi cứu viện đạo trưởng, lại không thu hoạch được gì. Trong tĩnh thất, Tần Tăng ngồi đối diện với Vương Thị tỷ muội, nghe các nàng kể lại cảnh ngộ năm đó. Tần Tăng có chút ngạc nhiên, khó trách khi Vương Thị tỷ muội nhìn thấy hắn lại kích động như vậy. Bọn họ nhìn thấy một mình Tần Tăng chặn lại hành động của toàn bộ địch nhân, giúp hai người họ chạy trốn chứ không phải đẩy họ lên làm mồi nhử, cho nên vẫn luôn coi Tần Tăng là ân nhân cứu mạng, khắc ghi đến tận nay. Kỳ thực Tần Tăng không nghĩ nhiều như vậy, hắn thúc giục bọn họ đi mau là vì chê tu vi của họ quá thấp, không giúp được gì còn trở thành gánh nặng. Một hành động vô tình, đối với người khác lại có ý nghĩa không tầm thường. Nhưng mà, có một việc các nàng nói không sai. Tần Tăng xác thực không lấy họ làm mồi nhử, hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, còn chính mình lại chạy trối chết. Chúc mừng đạo hữu bước vào Kim Đan đại đạo, lệnh muội hẳn cũng cách lúc đột phá không xa đúng không? Không biết tình hình gần đây của ba vị đạo hữu khác thế nào? Tần Tăng mỉm cười nhìn hai người. Vương Thị tỷ tỷ thẹn thùng nói, thiếp thân có thể đột phá còn cần đa tạ đạo trưởng. Mấy năm đi theo tiền bối, nhìn thấy tu vi cao thâm đến thế còn khổ tu như ngày đầu, không hề lười biếng, đối với chúng ta là lời cổ vũ tốt nhất. Những linh tài quý giá mà tiền bối cho chúng ta, giúp thiếp thân cùng xá muội góp nhặt đủ tài nguyên tu hành, mua được sát yêu đan tốt nhất, đồng thời xá muội lại nhường sát yêu đan cho thiếp thân nên mới có thể đột phá chỉ trong một lần. Hiện tại thiếp thân đang giúp xá muội gom góp sát yêu đan, dựa vào tư chất của xá muội, không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể thuận lợi kết đan. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 1068, Liều lĩnh mạo hiểm. Về phần ba vị đạo hữu khác, hôm nay đã về đến nội hải. Sau khi trở về, hai vị tiền bối đều thử một lần, đáng tiếc là kết đan thất bại. Bọn họ nói thẳng rằng đã từ bỏ kết đan, mang tài nguyên tích góp nhiều năm quay về nhà, bồi dưỡng con trai duy nhất. Bành đạo hữu cũng cảm nhận được thời cơ đột phá, nhưng công pháp của hắn đặc thù, lúc đột phá cần được sư trưởng bảo vệ, nhất định phải quay về sư môn. Hắn vừa mới rời đi không lâu, không biết có kết đan thành công hay không. Ba vị đạo hữu trước khi rời đi đều căn dặn thiếp thân nhất định phải đi tìm tiền bối. Đang lúc nói chuyện, Nhiễm La từ ngoài đi vào, vừa thấy Tần Tang cũng mừng rỡ không thôi. Bị hỏi về tao ngộ những năm này, Tần Tang đành phải ném ra lời giải thích đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nói rằng địch thủ năm đó thế lớn khó địch, bản thân bị truy sát đến sâu trong yêu hải, lạc mất phương hướng. Sau đó, lại bởi vì lo sợ những kẻ kia vẫn luôn chiếm đóng tại phụ cận Đô Nham đảo, chậm chạp không dám trở về. Đành phải gian nan sống qua ngày trong yêu hải, trước đây không lâu nghe được tin đại chiến đã kết thúc mới dám quay về. Ba nàng không hề nghi ngờ, thổn thức không thôi. Ở đâu cũng đều là khổ tu, không tính là gì. Nhưng mà, bần đạo, vừa mới trở thành khách khanh của thương hội, còn chưa làm được gì, vừa đi liền đi 20 năm, phụ lòng Nhiễm đạo hữu. Tần Tang thần sắc áy náy, nói. Nhiễm La xua xua tay, đạo trưởng có thể bình yên thoát thân là chuyện may mắn. So với sự an toàn của đạo trưởng thì mấy việc vặt trong thương hội nào có là gì. Muốn trách thì cũng phải trách những kẻ gây nên đại loạn, cùng với đám cướp Vu tộc. Đạo trưởng không ngại thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày, thiếp thân sẽ mang tin tốt này truyền cho Châu lão, qua mấy ngày sẽ chính thức đón tiếp đạo trưởng. Tần Tang cũng không muốn phiền toái như vậy, vội vàng khuyên can Nhiễm La, Nhiễm đạo hữu có chỗ không biết. Lúc bần đạo vừa mới tiến vào yêu hải, tại Thiên Vu đảo đã thăm dò được tin tức của một loại linh dược, vừa khéo lại là loại bần đạo cần. 15 năm trước đã muốn đi hái, không ngờ vẫn luôn bị vây trong yêu hải, phí hoài thời gian đến nay. Linh dược đã sớm thành thục, nếu lại trì hoãn thời gian thì e là sẽ bị yêu thú nhanh chân đến trước. Thời gian cấp bách, cũng không cần phiền toái. Đạo hữu hãy mang linh tải tới, bần đạo sẽ thực hiện chức trách của khách khanh. Sau khi luyện khí xong liền phải lên đường. Nhiễm La liền vội vàng hỏi, linh dược nọ chẳng lẽ lại sinh trưởng tại phụ cận hang ổ yêu thú? Nếu như có nguy hiểm, đạo trưởng đừng ngại chọn mấy trợ thủ trong thương hội đi cùng. Không sao, nếu là mười mấy năm trước, bần đạo xác thực không dám chắc hoàn toàn. Có cái gọi là trong họa được phúc, bị vây ở yêu hải, bần đạo cũng có thu hoạch không nhỏ, thực lực đã không so được với trước đây. Tần Tang tự tin mười phần, lại nói, bần đạo còn một việc nhỏ, muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Nhiễm La nghiêm mặt nói, mời đạo trưởng cứ nói. Lúc này, Vương thị tỷ muội thức thời rời đi, ra khỏi tĩnh thất, vào thời điểm cánh cửa khép lại, tỷ tỷ trong Vương thị tỷ muội bắt gặp Tần Tang hướng về phía các nàng nhẹ nhàng gật đầu, không có ý mời ở lại, nét mặt vì vậy có mấy phần ảm đạm. Tỷ tỷ, muội muội kéo cánh tay tỷ tỷ, nhìn ánh mắt của nàng, muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ lắc đầu, giống như đang lầm bà lầm bầm, lại giống như đang khuyên giải bản thân. Đạo trưởng là tu sĩ khổ tu. Muội muội than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy tỷ tỷ. Hai tỷ muội dựa sát vào nhau, càng đi càng xa. Trong tĩnh thất, Nhiễm La đưa mắt nhìn Vương thị tỷ muội rời đi, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Đạo trưởng chỉ sợ còn chưa biết, Vương thị tỷ muội bị phẩm hạnh của đạo trưởng cảm phục. Sau khi Đô Nham đảo giải phong, vẫn luôn tìm kiếm đạo trưởng, không hề gián đoạn." Thậm chí còn điều tra hung thủ trong tối mưu hại đạo trưởng, có thể nói là người trọng tình trọng nghĩa thế gian hiếm thấy. Nhân được ưu ái, bần đạo hổ thẹn. Tần Tang im lặng, không tiếp tục đề tài này, chuyển giọng nói, Nhiễm đạo hữu, bần đạo có dự định xông vào Thất Sát Điện một lần. Muốn nhờ thương hội chú ý một chút, lần tiếp theo Thất Sát Điện mở ra sẽ do phương thế lực nào chủ đạo. Thương hội chủ yếu kinh doanh tại nội hải, tìm hiểu tin tức này không khó lắm đúng không? Tính toán cẩn thận, hắn tới Thương Lãng Hải đã được trên dưới 25 năm.
Dựa theo lệ cũ từ trước, nếu phương thế lực nào có ý định mở thất sát điện, hiện tại hẳn đã có tiếng gió. Dù sao thì chuẩn bị phá giải linh trận thuộc tiên trận cũng cần hao phí lượng tài lực kinh người. Nội tình của các thế lực này mạnh hơn nữa cũng không kham nổi, cần phải chuẩn bị trước mấy chục năm, thông qua việc bán tư cách để sớm hồi máu. Vốn cho rằng lưỡng tộc chi loạn sẽ ảnh hưởng tới thất sát điện, hiện tại đại loạn đã bình ổn, hết thảy đều quay về quỹ đạo. Thất sát điện đối với Tần Tang mà nói là tình thế bắt buộc, lấy được tư cách sớm mới có thể yên tâm. Kỳ thực, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, lần này coi như có thể tìm được truyền tống trận cổ chỉ sợ cũng không thể quay về. Thất sát điện có thể bị người mở ra, nhưng Tử Vi Cung ở phía còn lại thì không được, truyền tống qua liền bị vây trong Tử Vi Cung, gặp phải những nguy hiểm không biết trước trong Tử Vi Cung. Nhất định phải chờ đến lúc thất sát điện tự mình mở ra mới có thể quay về Tiểu Hàn Vực. Có điều, truyền tống trận cổ hẳn là không dễ tìm như vậy, chờ ngày thất sát điện xuất thế mới đi vào. Vạn nhất không tìm được truyền tống trận lại phải chờ lần xuất thế tiếp theo, hơn 200 năm, cúc vàng rau xanh gì cũng đều nguội lạnh, cho nên lần này bắt buộc phải đi. Nhiễm La nghe vậy không khỏi kinh ngạc, trầm giọng nói, đạo trưởng lúc nào nảy ra dự định đi thất sát điện, ngươi hiểu thất sát điện được bao nhiêu, tuyệt đối không nên bắt chước người khác. Trong thất sát điện, bảo vật dễ dàng đoạt được thì đã bị vơ vét không còn lại gì, còn lại đều là hung địa cực kỳ nguy hiểm, phần lớn trong đó ngay cả Nguyên Anh tổ sư cũng bó tay chịu trói. Hiện tại tiến vào thất sát điện, hoặc là thực lực bản thân cao cường, hoặc là tiên lộ mịt mờ, cùng đường mạt lộ, đi vào liều mạng một phen. Đạo trưởng vừa mới kết đan không lâu, thọ nguyên còn dài, tiền đồ vô lượng, cớ gì phải liều lĩnh mạo hiểm. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1069, tin tức ngoài ý muốn. Bần đạo biết rất rõ thất sát điện là loại địa phương nào, bất đắc dĩ lại có lý do không thể không đi. Tần Tang thở dài nói, Nhiễm La thấy thế thì không khuyên nữa, chỉ nói cho Tần Tang một tin tức khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức về thất sát điện từ 1-2 năm trước liền bắt đầu lan truyền trong nội hải, nhưng mà số người biết rõ việc này có hạn. Thiếp thân cũng chỉ nghe được 1-2 trong lúc Châu Lão tán gẫu cùng bằng hữu mà thôi. Nghe nói lần này cùng trước kia không giống nhau, lần tiếp theo thất sát điện mở ra có khả năng vào khoảng 20 mấy năm sau. Tần Tang vô cùng kinh ngạc. 20 mấy năm sau, sao lại nhanh như vậy? Chẳng phải khoảng thời gian giữa hai lần mở ra còn hơn 50 năm sao, so với trước kia thì ước chừng ít đi chọn 20 năm. Không chờ tiên trận đến lúc thủy triều rút đã cưỡng ép phá vỡ, tuyệt không chỉ đơn giản là phải trả giá gấp đôi gấp ba. Không có thế lực nào có thể chịu được cái giá này. Châu Lão còn nói là có nguyên nhân gì không? Trong lòng Tần Tang trở nên vội vàng, vốn dĩ thời gian vô cùng đầy đủ, hắn thừa sức đột phá kết đan trung kỳ. Đồng thời cũng đủ thời gian bồi dưỡng hai linh trùng lên đệ tam biến, phát huy tác dụng càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên lại rút ngắn 20 năm, việc tu luyện của hắn cũng trở nên gấp gáp. Còn hai con linh trùng chỉ sợ rất khó hoàn thành lần lột xác thứ ba trước khi thất sát điện mở ra. Không có, Châu Lão cũng không hiểu rõ. Nhiễm La lắc đầu nói, có lẽ là tiên trận của thất sát điện phát sinh biến cố, nhưng ta đoán không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì còn một biến số nữa. Nghe Châu Lão nói, số lượng tư cách tiến vào thất sát điện lần này hình như ít hơn trước kia, chỉ có những thế lực có danh tiếng mới có thể có. Trước đó, tán tu có thể thông qua đường dây khác để lấy được tư cách, ví dụ như đấu giá hội, chỉ cần cố ý tìm thì độ khó cũng không lớn, hiện tại chỉ sợ rất khó. Thời gian rút ngắn, danh ngạch eo hẹp, thình lình xảy ra thay đổi, Tần Tang có chút không kịp trở tay. Hắn không muốn cùng các thế lực thuộc Thương Lãng Hải dây dưa quá nhiều, dù là Quỳnh Vũ Thương Hội cũng sẽ duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng không ngờ việc này ngược lại trở thành lựa chọn sai lầm. Trầm tư chốc lát, Tần Tang nặng nề nói, Nhiễm đạo hữu, thương hội chúng ta liệu có năng lực đạt được tư cách hay không? Thiếp thân cũng không rõ, ta không hề muốn đi vào hung địa nguy hiểm như vậy,
chỉ coi như tin đồn thú vị mà nghe một chút mà thôi. Nhiễm La lắc đầu, thấy Tần Tang rơi vào trạng thái trầm mặc, suy nghĩ một chốc lại nói, cho dù thương hội chúng ta không có, Đông Cực Minh khẳng định có. Thực lực của thương minh chúng ta, dù là những tông môn đỉnh tiêm hai đạo chính ma cũng không so được. Đạo trưởng cũng coi như là một thành viên của thương hội chúng ta, thông qua Đông Cực Minh có lẽ có thể lấy được một tư cách. Nếu đạo trưởng đã quyết định, ta đây liền thay mặt thỉnh giáo Châu Lão, bạn cũ của Châu Lão vô số, nhất định có biện pháp. Vậy đành làm phiền Nhiễm đạo hữu. Tần Tang cảm kích nói. Chỉ còn hơn 20 năm, hắn nhất định phải toàn lực khổ tu, đảm bảo phải đột phá kết đan trung kỳ trước khi Thất Sát Điện mở ra. Nếu như trở về nội hải, khắp nơi tìm kiếm không mục đích, không chỉ chưa chắc có thể thu được tư cách, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Dựa vào Quỳnh Vũ Thương Hội cùng Đông Cực Minh chính là lựa chọn tốt nhất. Đoán chừng tư cách sẽ không dễ đạt được, Thương Minh cùng Thương Hội có khả năng mượn cơ hội này để ra một số điều kiện, chỉ cần không quá giới hạn thì Tần Tang quyết định đều sẽ đáp ứng. Đạo trưởng đâu cần khách khí như thế, thiếp thân còn phải nhờ vả đạo trưởng nhiều. Luyện khí sư mới thuê căn bản không đủ năng lực để so sánh với đạo trưởng. Nhiễm La che miệng cười một tiếng. Bần đạo không thể đổ thừa trách nhiệm cho người khác. Tần Tang chắp tay nói. Hai người hàn huyên thêm vài câu, Tần Tang liền thúc giục Nhiễm La mang linh tài tới hỏa thất, bắt đầu tiến hành luyện khí. Nhiễm La cũng có qua có lại, phái người liên hệ ngay với Châu Lão hiện đang ở trên một hòn đảo khác. Sau khi luyện chế Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, Tần Tang đã có tiến bộ vượt bậc trên con đường luyện khí. Tự mình cảm thấy xác suất thành công khi luyện chế pháp bảo không hề thấp hơn so với các luyện khí sư khác. Điều kiện tiên quyết là cửu u ma hỏa. Tiêu hao rất nhiều, không chỉ tốn nhiều thời gian, mà cửu u ma hỏa còn lưu lại ma hỏa chi lực, đây cũng là nguyên nhân mà Tần Tang không chủ động nói với Nhiễm La. Luyện chế pháp khí, cửu u ma hỏa chi lực lưu lại rất ít, có thể dùng nguyên do phương pháp luyện khí đặc thù lừa gạt cho qua. Nếu pháp bảo nào cũng giống như Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thì sẽ rất khó giải thích. Luyện khí tông sư có kinh nghiệm chỉ cần nhìn một cái là ra, trên thân người luyện chế hẳn là có linh hỏa kỳ lạ. Tự nhiên lại đưa đến mầm tai họa. Trước khi có thể giải quyết vấn đề này, Tần Tang vẫn cảm thấy cứ khiêm tốn sẽ tốt hơn. Từng nhóm linh tài được đưa tới liên tiếp, Tần Tang ngồi trong hỏa thất liên tục hơn một tháng không ra ngoài. Một ngày này, Tần Tang luyện chế thành công một kiện pháp khí cuối cùng, nghe được tiếng vệ binh gõ cửa, biết là Nhiễm La đến thăm hỏi, trong lòng hơi động, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nhiễm đạo hữu, có tin tức rồi sao? Đạo trưởng vất vả rồi. Nhiễm La gật đầu, nhìn xung quanh một lượt, nói, Châu Lão biết được chuyện này liền sai người đưa một phong thư tới, mời đạo trưởng theo ta. Hai người quay lại tĩnh thất, Nhiễm La đưa cho Tần Tang một phong thư. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1070, Tình Kiếp. Nội dung trong thư rất đơn giản, Tần Tang liếc mắt qua, siết chặt giấy viết thư, sắc mặt bắt đầu thay đổi không ngừng, rơi vào im lặng. Một lát sau, Nhiễm La nhẹ giọng nói, tin tức mà Châu Lão tìm được hẳn là sự thật. Châu Lão cũng nói rằng ngài ấy không ngờ Thương Minh lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Không chỉ không được thiếu một viên linh thạch, mà còn muốn mọi người cùng nhau hành động. Tần Tang vô ý thức gật đầu. Linh thạch vốn nằm trong dự liệu, mặc dù số lượng kinh người nhưng hắn chỉ cần bán số yêu đan có trong tay đi là có thể gom góp được xấp xỉ. Yêu cầu thứ hai, đây mới là nguyên nhân khiến Tần Tang cảm thấy chần chừ. Đông Cực Minh đưa ra yêu cầu, sau khi toàn bộ thành viên của Thương Minh đi vào Thất Sát Điện, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Thương Minh, không được tự tiện hành động, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi làm việc của mình. Mà nhiệm vụ cụ thể là gì, Thương Minh lại không nói rõ, chỉ nói một câu rằng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, hổ thẹn mang hai chữ bảo mật ra. Đông Cực Minh có thể không e ngại như vậy, có thể thấy được tư cách tiến vào Thất Sát Điện nhất định phi thường hiếm có. Khách quan mà nói, yêu cầu của Quỳnh Vũ Thương Hội đơn giản hơn nhiều.
hoặc là nói yêu cầu của Châu Lão. Châu Lão hy vọng Tần Tang có thể chân chính gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội, đồng thời phụ trách sự vụ trên một hòn đảo lớn, giống như Nhiễm La bây giờ. Bần đạo vừa mới kết đan không lâu, chỉ sợ rất khó đảm nhiệm. Tần Tang thử dò xét hỏi. Nhiễm La mỉm cười, đạo trưởng sao lại khiêm tốn như thế? Ngay cả đệ tử thân truyền của Hắc Xà Sơn cũng bị đạo trưởng dễ dàng chém giết. Thực lực của đạo trưởng sâu không lường được, thiếp thân thấy mà mặc cảm. Hắc Xà Sơn là... Tần Tang chưa từng nghe nói tới cái tên này, nhưng trong đầu hắn chợt lóe linh quang, đột nhiên ý thức được việc gì. Nhiễm La gật đầu, nghiêm mặt nói, cái người năm đó chặn đường các ngươi, hẳn là đệ tử thân truyền của lão tổ Hắc Xà Sơn thuộc Vu tộc. Người này bị đạo trưởng chém giết, người của Hắc Xà Sơn khẳng định đã mất dấu đạo trưởng. Sau khi đại loạn giữa hai tộc kết thúc thì phái người ẩn núp ở Đô Nham đảo, âm thầm điều tra thân phận của đạo trưởng, may mà thiếp thân kịp thời phát hiện. Châu Lão mượn danh nghĩa đảo chủ, mời người đuổi bọn họ ra khỏi đảo, đồng thời bày ra mấy chỗ ám thủ, xáo trộn tầm mắt của bọn họ. Đạo trưởng không cần lo lắng, người biết rõ chuyện này chỉ có Châu Lão và thiếp thân, bọn họ khẳng định không tra đến đạo trưởng. Trong mắt Tần Tang lóe lên một tia dị sắc, Nhiễm La vẫn bày ra vẻ thản nhiên. Tần Tang không khỏi nổi lên nghi ngờ, thoạt nhìn thì trông nàng không giống như dùng việc này uy hiếp bản thân. Coi như thật sự là uy hiếp, Tần Tang cũng không sợ. Muốn ẩn náu trong yêu hải thực sự rất dễ dàng. Phần lớn hải vực thuộc nội hải đều bị nhân tộc chiếm đóng. Thực lực của Hắc Xà Sơn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng làm mưa làm gió trong địa bàn của nhân tộc. Chỉ cần không phải ở Vu Thần Đại Lục, không cần lo lắng làm gì. Khó trách thực lực của những kẻ đó lại mạnh như vậy, hóa ra là đệ tử thân truyền của Vu tộc Nguyên Anh. May mắn độn thuật của bần đạo còn dùng được, có thể thoát khỏi truy sát. Làm phiền Nhiễm đạo hữu và Châu Lão giải quyết hậu quả giúp bần đạo vô cùng cảm kích. Tần Tang đứng dậy chắp tay nói. Nhiễm La mỉm cười, đạo trưởng đừng làm như người lạ như vậy, không phải tộc ta trong lòng ắt có khác biệt. Đạo trưởng còn là khách khanh của thương hội, về tình về lý, chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Đề nghị của Châu Lão, đạo trưởng suy xét thế nào? Tần Tang trầm ngâm chốc lát, nói, bần đạo có hai yêu cầu. Nhiễm La thấy Tần Tang có ý nới lòng, sắc mặt vui mừng, mời đạo trưởng nói. Thứ nhất, chuyện linh dược không thể đợi thêm nữa, trước hết bần đạo phải đi hái linh dược đã. Thứ hai, Nhiễm đạo hữu cũng biết bên trong Thất Sát Điện nguy hiểm cỡ nào, bần đạo không dám chậm trễ, cần tìm một địa phương để khổ tu. Tranh thủ đột phá kết đan trung kỳ trước khi Thất Sát Điện mở ra, như vậy cơ hội bảo mệnh mới lớn hơn một chút. Có điều công pháp của bần đạo đặc thù, cần thường xuyên rời đảo săn giết yêu thú, thể ngộ sát phạt đại đạo, vì thế rất khó có đủ tinh lực ứng phó sự vụ trong thương hội. Tần Tang trầm giọng nói, đạo trưởng thực là thiên phú kinh người, có thể tự tin đột phá trước khi Thất Sát Điện mở ra. Nhiễm La không tự chủ được cảm khái một câu, 10 năm trước nàng cũng đã chạm tới bình cảnh, đến bây giờ cũng không có chút manh mối nào. Nghe được Tần Tang tự tin như vậy, cảm thấy hâm mộ không thôi. Tu vi của đạo trưởng tinh tiến đối với thương hội chúng ta cũng là chuyện tốt, thiếp thân đương nhiên không có lý do ngăn cản đạo trưởng. Đã như vậy, trước khi Thất Sát Điện mở ra, đạo trưởng có thể tọa trấn một số đảo nhỏ trên đường biển trước đã. Thương hội chúng ta mới bắt đầu đặt chân đến nội hải, sự vụ trên những đảo nhỏ không nhiều. Chỉ cần đạo trưởng ứng phó những nguy cơ có khả năng xuất hiện là được, còn việc vặt bình thường tự có người dưới đi làm. Nhưng mà, yêu hải hỗn loạn, đạo trưởng cũng phải hiểu rõ, những đảo nhỏ kia không giống Đô Nham đảo, rất khó có thể bảo đảm an toàn. Mà một khi đạo trưởng đồng ý, muốn đến địa phương khác sẽ không thể quá tùy ý, nhất định phải giữ được liên lạc. Nói xong, Nhiễm La lấy ra hải đồ, mở ra trước mặt Tần Tang. Trên đường biển có ghi chú một vài đảo nhỏ, bố trí cứ điểm không quá quan trọng. Có điều nhân thủ trong thương hội ở yêu hải không đủ, loại trừ loại đảo lớn như Đô Nham đảo ra thì một người cần phụ trách mấy hòn đảo nhỏ, mặc dù sự vụ không nhiều nhưng cũng rất vất vả. Các
Các bạn vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.